Chào các bạn nhé. Bây giờ là sáng ngày 13 tháng 8 năm 2021. Sau một thời gian trời mưa, gió nhiều, cũng như thời gian nghỉ hè, cây cối nhà trường đã mọc ôm sùm cả cỏ rác rất là nhiều. Cho nên là bây giờ nhà trường đã dọn dẹp, tổng vệ sinh. Mình thì mình làm cái cây này nhá. Cây này bây giờ ngày trước mọi người chỉ cắt làm sao trông nó thành như là một cái mâm xôi ôm sùm lên như cái thúng ấy. Bây giờ mình sẽ sửa lại cây như nào, xong mình sẽ trình bày sau. Là cây cảnh người ta phải lộ dáng thế, cây này không hề lộ cái gì cả, bị ôm sùm hết rồi. Bây giờ mình sẽ lọc hết tất cả những cành thừa ra, xong mình xem cây thuộc cái gì. Thứ nhất, cây này rất ôm sùm, dễ mọc bung ra, nó sẽ che kín cây. Bây giờ thứ nhất mình bấm rễ rồi mình lọc bớt lá đi đã. Sau khi mình bấm qua rễ cũng như mình đếm lại số lượng bông tán thì cây này thuộc cây thất hiển các bạn ạ. Còn có 7 bông tán. Cành thứ nhất hồi âm, cành thứ hai đế thân, tả hữu, vân vân. Cơ bản cây đã hoàn chỉnh, không có gì cả, chỉ bấm sửa lại dăm thôi. Tuy nhiên cây này nó ở phần trong này là nó tương đối ốm, rễ nó mọc vặn xoắn lung tung, mình đã bấm hết rễ đi. Và một số rễ con này này ở trên rất là nhiều rễ khí ấy. Thế nhưng cành thứ hai, cành tế thân thì mình không bấm được rễ đi, mình phải để lại cái rễ này, bởi vì là cái cành này không biết bị lỗi gì, nó bị gãy mất rồi. Chỉ còn là cái rễ, mình phải để cái này để nuôi. Bây giờ mình chỉ việc sửa lại dăm thôi, không có gì cả, bởi vì là nó chưa phá nhiều. Bấm sửa lại một số dăm để cho nó trở thành một cây nắn chỉnh một chút thôi. Cây xanh này nó khá chuẩn chỉ cho răng thế các bạn ạ. Cái cấu trúc cành thì gồm có 7 cành. Cành 1, cành 2, cành 3 làm phông đằng sau. Cành 4 thì hướng đằng trước nhưng mà nghiêng về bên cành 1. Cành 5 nghiêng về cành 2. Cành 6 thì nghiêng về cành 3. Và cuối cùng là bông ngọn quả phúc. Vậy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cấu trúc của cành thứ nhất. Thứ nhất, cái chi, cái nhánh đầu tiên thì đưa đằng sau tạo chiều sâu. Nhánh thứ hai đưa đằng trước để cân đối lại. Nhánh thứ ba ở đằng sau. Nhánh thứ tư tại đằng trước. Và 5 là ngọn cành. Tuy nhiên cây này, bởi vì cành 1 nó rất là dài, cho nên người tác giả đã để nên một cành đinh ở giữa cành 1 và cành 2, hoặc người ta gọi là cành phủ.
cành phủ nhé, cành lợp được à, giữa cành 2, cành 3 đây, cành đinh trên này. Tương tự bên này cũng để một cành đinh để nó che. Bây giờ các bạn quan sát cành này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhìn nhé. Thứ nhất, cành đằng sau là cành 1 ở đằng sau đây. Cành thứ 2 đằng trước. Cành thứ 3 đằng sau, cành thứ 4 đằng trước và 5 là bụng là ngọn cành đây. Tuy nhiên để một cành đinh, một cành phủ để nó che, để tạo sự lớp lang bậc từ trên xuống, trên ngọn xuống. Tương tự bên này cũng vậy. Nhưng đây cũng giống như anh em trong miền Nam, họ để hai cành để có nhánh đầu tiên ở đằng sau để tạo chiều sâu. Nhánh hai đằng trước cứ như vậy cho đến hết 1, 2, 3, 4, 5 và một cành ở trên để làm cành phủ. Tuy nhiên ở đây, cành phủ ở trên lại là một nhánh, một chi răm nhỏ của cái cành thứ hai. Cây này nó bị gãy, cành không biết do nguyên nhân gì, vận chuyển hay là cây đổ gì đó, cho nên nó bị gãy, cho nên mình không bấm cái rễ đi nữa để nuôi cây. Đây. Cành thứ nhất đằng sau này, cành thứ nhất đằng sau, cành thứ hai do đằng trước, cành thứ ba đằng sau, cành thứ tư đằng sau, cành thứ năm. Tóm lại người ta để ra cân đối. Còn ngọn quả phúc, nhược điểm cây này là ở dưới bông tán của cái cây to lớn cho nên nó bị ốm. Cho nên bây giờ mình đã bỏ bớt một số cái tán lá của những cây cao kia rồi. Còn đây là của cây của nhà trường, cây của công sở, sự chăm sóc nó không được chu đáo cho nên mình chỉ bấm sơ qua như vậy thôi. Hy vọng từ giờ nó khai giảng là mùng 5 tháng 5 nó sẽ ra được một lượt lộc mới. Bây giờ mình sang cây khác. Những cây này là bông tán cổ thì thôi, để ai bấm được thôi, chẳng bấm nữa. Mình xem cây bên này. Hai cây bông tán cổ hai bên, mình sẽ sửa nốt cây này. Cây này 1 cành, 2 cành, 3 cành, 4 cành, 5 cành, 6 cành, tương tự như cây bên kia thôi. Bây giờ cây này thì mình chỉ việc bấm thôi. Cao quá, cây này cao quá, ở mãi trên. Người cũ mà đang chỉ bấm sơ sơ thôi, nên bây giờ mình bấm lại sao cho nó lộ ra được từng lớp lang một. Cây này gồm có 9 bông cành các bạn ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cành thứ nhất bên phải, cành thứ hai bên trái, cành thứ ba đằng sau không. Cành thứ tư bên trước như hơi nghiêng bên phải. Cành thứ năm. Cành thứ nhất là cành thứ tư là đằng trước nghiêng bên phải, đè lên cái gọi là che lên cái nghiêng bên cành 1. Cành thứ 5 nằm trên cành 6, cành 2. Cành thứ 3. Cành thứ 6 nằm trên cành thứ 4. Cành thứ 7 nằm trên cành số 3, số 5. Số là sao nào? Phải 1 2 3 và cành thứ 4. Đúng rồi, cành thứ 7 là 4. Thứ 8 thì nghiêng sang bên phải và cuối cùng là bông ngọn quả phúc. Bây giờ các bạn xem từ xa nha. Đấy, vì cây nhà trường nên mình cắt như vậy thôi, cắt sơ qua thôi. Cây nó chưa bị phá tán lắm cho nên vẫn còn khá nhiều. Sau một thời gian nuôi khoảng một thời gian thì nó sẽ nhú. Còn lại một số cây khác thì mình làm sau. Hôm nay mình làm 2 cây thôi. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn buổi trưa ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.